hài hước, duyên dáng và đầy năng lượng. Tắt hết đèn đi, em cười cái là sáng bừng nguyên studio. Em cảm ơn anh. Giữ vai trò là đội chủ nhà, Trương Mỹ Nhân và Akira Phan sẽ gây ra những thử thách như thế nào dành cho hai chị em song sinh, song tuyền và song tuyến? Ai hiểu ai hơn? Em sợ quá à. Thử tài thách trí. Ra ra ngoài là bị trừ điểm đó. Rồi, 2-1. Tất cả sẽ được bật mí ngay sau đây. 4 câu trên 10 câu đúng. Dạ, 5. Đừng vào tim em ôi băng giá, trời mùa đông mây vẫn hay đi về, vẫn mưa mưa rơi trên đường thầm thì vì đâu mưa em không đến. Đừng vào tim em mây giăng kín, bàn chân anh trên lối đi không thành, những đêm khuya mưa buồn một mình có khi cho ta quên cuộc tình. Từng cơn mưa hắt như bên ngoài sông thưa lắm, khi mưa làm hồn ta nhớ mãi ngày qua, nhớ con phố xưa vẫn âm thầm đợi chờ, nhớ đôi vai ngoan em sợ trời mưa gió. Từng ngày ta vẫn đưa em về qua phố, vẫn trên cao trời mưa lũ vẫn tiếng buồn xưa. Ôi bàn tay ai đã dắt em chiều nay. Đừng vào tim em bao cơn sóng, để tình anh xa bến xuân hoa mộng. Trái tim em muôn đời lạnh lùng, hỡi ơi trái tim mùa đông. Cảm ơn món quà tinh thần đến từ anh Akira Phan, người tình mùa đông. Chính là lời chào đón quý vị đang đến với chương trình Bí ẩn song sinh. Kính thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay được thực hiện bởi Đài Truyền Vĩnh Long phối hợp công ty truyền thông Bi và được phát sóng vào khung giờ rất quen thuộc 17 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh Truyền Vĩnh Long 1 và được phát lại vào lúc 11 giờ 30 phút trưa ngày hôm sau trên kênh Truyền Vĩnh Long 2. Và ngay sau đây xin mời quý vị hãy sẵn sàng chờ đón xem người bạn đồng hành cùng với ca sĩ Akira Phan là ai đây. Xin mời quý vị. Đội chủ nhà, cặp nghệ sĩ, ca sĩ Akira Phan, diễn viên, người mẫu Trương Mỹ Nhân, mối quan hệ, đồng nghiệp. Akira với Mỹ Nhân cũng rất là ăn ý, bởi vì nhìn hai người ai cũng dễ thương. Ra là nhìn hai người á, mọi người thấy là cũng có một sự tương đồng không hề nhẹ đúng không? Thường thường á, những cặp song sinh á, chưa chắc là họ sẽ ăn ý bằng những người bạn chơi ở bên ngoài thật sự hiểu ý nhau. Nên hôm nay đến chương trình này, Akira nghĩ Akira sẽ cùng Mỹ Nhân sẽ thi đấu hết mình và sẽ chiến thắng được cặp song sinh thật. Nhân có một người, một cái cặp song sinh là cháu rất là giống nhau, nhưng mà tính tình nó thì lại trái ngược nhau hoàn toàn, mỗi người mỗi sở thích. Cho nên là chưa chắc gì là cặp song sinh đó có thể chiến thắng được Mỹ Nhân và anh Akira Phan. Quyết tâm! Đó chính là cặp đôi đội chủ nhà ngày hôm nay, ca sĩ Akira Phan cùng với người đẹp Trương Mỹ Nhân. Trời ơi, chào Mỹ Nhân. Em chào anh. Thiệt là nụ cười đầm tỏa sáng tỏa nắng nơi đây, không cần đèn, tắt hết đèn đi. Em cười cái là sáng bừng nguyên studio. Em cảm ơn anh. Nhưng mà ngày hôm nay đồng hành cùng với anh Aki nè, cảm thấy hồi hộp lo lắng hay là thấy như thế nào nè? Tại vì em với anh Aki cũng là biết nhau ngoài đời rồi, cho nên là cũng không có gì hồi hộp hay là lo lắng hết. Bây giờ chỉ có một cái quyết tâm duy nhất là phải chiến thắng thôi. Chiến thắng nha. Anh Aki ơi, anh nhận xét như thế nào về đồng đội của mình ngày hôm nay? Đồng đội của Aki là một người rất là xinh đẹp, dễ thương. Nếu như mà hôm nay đấu với một cặp song sinh nam thì Aki nghĩ đây là một lợi thế cho đội của Aki. Bởi vì đây sẽ dùng mỹ nhân kế. Mỹ nhân kế, mỹ nhân mà em chỉ cần xài cái kế của em thôi. Em chỉ cần cười thôi, còn lại một việc để lo. Mối quan hệ đồng nghiệp của anh Aki cùng với Mỹ Nhân được bao lâu rồi ạ? Dạ được, chắc cũng khoảng mấy tháng mấy năm gì chưa? Không, gần một năm thôi. Dạ cũng gần đây. Mà cảm thấy là kết hợp ăn ý với nhau không? Chơi ngoài đời thì chắc hiểu ý chứ hả? Tại vì hai bọn em hiền giống nhau. Hiền giống nhau. Dạ. Dễ thương giống nhau. Dễ thương đi đâu cũng được người ta thương mến hết. Dạ cười đây nó giỏi gì đó.
Sao những gì anh kể ra nó trái ngược với em hoàn toàn luôn. Em bị thắt mũi hoài luôn á. Hy vọng là cả hai sẽ cố gắng làm sao nắm bắt được những điểm chung của nhau để tạo ra bước rào cản lớn nhất ngày hôm nay cho cặp đôi song sinh. Xin mời quý vị chờ đón xem hình ảnh của hai cô gái song sinh đó là ai nhé. Đội khách mời, cặp song sinh, song Tuyền, song Tuyến, 19 tuổi, nơi sinh, Đồng Nai, sở thích chung, có phong cách ăn mặc và ăn uống giống nhau. Điểm thú vị, gắn bó với nhau từ nhỏ đến lớn, nên cử chỉ, điệu bộ và giọng nói đều giống nhau. Hai tụi mình hiểu nhau ở 90%. Thì thường mình đi ăn thì mình suy nghĩ chung một món ăn là muốn ăn cái gì. Chị mình có vẻ hơi ít nói và kiểu lạnh lùng trong mắt mọi người. Thấy em mình rất là trẻ con và muốn bệnh. Cảm thấy rất vui khi mà được tham gia cái chương trình này và mình được học hỏi được nhiều điều mới hơn. Mình nghĩ là mình sẽ cố gắng hết mình để giành chiến thắng trong chương trình. Xin được chào đón hai chị em Song Tuyền và Song Tuyến. Yeah. Ôi, đẹp dễ thương từ xinh cái tên quá. Cho đến ngoại hình. Song Tuyền, Song Tuyến nữa. Dạ đó. Vừa tiền vừa tiếng nhưng rồi lại chạy lại. Bỏ gì? Một cái đội hình quá đẹp luôn, song song với nhau nữa chứ. Nhưng mà hai bạn thì có hai mái tóc có hai màu khác nhau nên mình dễ để phân biệt, để phân biệt. Chứ là sợ hai người mà hai màu đen nữa coi như là giống nhau 100% như hai giọt nước luôn. Giờ đoán nè, Nhân ơi. Dạ. Em đoán xem ai là cái chị, này ai giống là em. Như là chơi cái trò mà 50-50 đó. 50 hay xui đêm ơi. Chắc là bạn này là Tuyền, bạn kia là Tuyến đúng không? Bạn tóc không, ai chị, ai chị, ai em. Ai chị, ai em chứ. À, ai chị, ai em hả? Theo anh vậy bạn ạ, em nghĩ là tóc đen. Anh nghĩ anh sao? Anh cũng nghĩ là tóc đen là chị. Tại vì thường á, hai người song sinh á là những người anh và người chị á sẽ đầm tính hơn những người đúng em. Rồi đúng rồi em cũng đoán nên vậy. Thấy bên đây thấy hiền cười nhẹ nhàng, bên kia thì thấy sôi động hơn, năng động hơn đó. Và là qua những hình ảnh đầu tiên, vậy chị tên gì nè? Chắc chị tên Tuyền chứ. Tuyền trên dưới chứ đúng không? Dạ xin mời hai bạn giới thiệu về mình. Dạ em tên là Song Tuyền là đó, chị. Chị luôn, trời xuất sắc. Em 19 tuổi và em đang học tại trường Tôn Đức Thắng. Vậy chắc chắn người còn lại chính là Song Tuyến. Năm nay em nhiêu tuổi rồi? Dạ giống tuổi chị. Không phải không? Dạ. Ủa người ta sinh đôi mà anh kỳ quá vậy. Anh biết thì chị 19 thì em có 28, 27 mà. Đương nhiên là chị ra trước đúng không cưng? Dạ đúng rồi. Chị ra sao là kỳ lắm luôn á. em ra trước mấy phút? Dạ 15 phút. 15 phút còn lại em làm gì trong đó Tuyến? Ngủ quên, ngủ quên. Em không biết nữa. Em quên. Em dễ thương thì cô à. Nhìn em Tuyến thì có vẻ năng động nhưng mà lại có hơi phần rụt rè hơn so với người chị nghe. Tính hơi nhát hơn chút. Bởi vì nó kêu chị ra trước coi ngoài có gì trước rồi báo cho em. Ảnh hưởng đến tính cách ở ngoài đúng, luôn đúng. Hai chị em có học chung trường không? Dạ học chung trường, chung lớp luôn à. Chung lớp luôn? Dạ. Từ trước giờ luôn? Dạ, từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ học riêng. Chưa bao giờ học riêng. Dạ, đi học thêm cũng vậy. Học thêm cũng vậy luôn. Còn về tính cách thì sao nào? Tính cách thì đôi lúc giống nhưng đôi lúc khác. Ví dụ người ngoài nhìn vô thì thấy em ít nói hơn em của em, nhưng mà chơi rồi mới biết là hai đứa đều nói nhiều như nhau. À. Dạ. Nhưng với mà thường, lại... thường là ai nhây hơn, ai lầy hơn? Hai đứa đều nhây. Chị lại... em khó gần á. Ừ. Đó, ngoạo liền. Hay dễ ngoạo nè. Nhưng mà vậy? Nếu mà là cặp song sinh vậy rất là vui đúng không? Có chuyện gì cũng thể chia sẻ với nhau, cũng chơi với nhau được đúng không? Dạ đúng rồi. Anaki thấy như thế nào về về sự giới thiệu đầu tiên của hai cô gái này? Thứ nhất là về ngoại hình là hai bạn rất là dễ thương rồi. Rồi hai bạn còn cái tính cũng hợp ý nhau vậy nữa thấy không? Cũng hay kiểu hỗ trợ nhau mặc dù là đôi khi cũng cà khịa lẫn nhau một tí. Dạ. Nhưng mà hai bạn thấy cũng bảo vệ lẫn nhau lắm. Cảm ơn hai đội rất nhiều. Và bây giờ sẽ là món quà đầu tiên dành cho cả hai. Đó chính là 20 điểm dành cho mỗi đội để chúng ta tự tin bước vào vòng thi đấu đầu tiên được mang tên Ai Hiểu Ai Hơn. Một người có nhiệm vụ cầm, nắm và cảm nhận, diễn tả bằng lời nói để người đồng đội đoán và gọi tên chính xác món đồ chứa trong hộp kính. Người diễn tả không được nhắc đến từ hoặc cụm từ có trong tên gọi của đồ vật. Mỗi đồ vật hợp lệ, cặp chơi được cộng thêm 10 điểm. Cặp chơi được quyền bỏ qua đối với đồ vật chưa đoán được. Chào quý vị đến với vòng thi đấu đầu tiên được mang tên Ai Hiểu Ai Hơn. Và vòng thi đấu này chúng ta cần phải có được một cái sự cảm nhận, cảm giác và xúc giác thật là chính xác. Và không biết là nói về những cái cảm giác, những cái linh cảm. Người đẹp Mỹ Nhân, em có tin vào linh cảm của mình không? Em cảm thấy là mình có một cái linh cảm rất là tốt. Giống như người yêu mà đi ngoại tình một cái thôi em cảm nhận được liền. Trời nghe hay sợ sợ ha. Còn riêng với Anaki thì sao nào? Anh thì không
không biết nữa, nó cũng hên xui à. Lúc thì cái nào mà dễ dễ thường xuyên mình chạm được rồi á thì mình biết nhận dạ. liền. Còn có những cái lạ lạ mình không biết. À, như vậy là chúng ta qua câu hỏi vừa rồi để mình có thể phân bố xem ai sẽ là người mò vào bên trong cái thùng này, ai sẽ là người đoán nha. Còn hai chị em nè, nói về linh cảm thì chắc chắn đây là một món đặc sản của những cặp đôi xinh xinh rồi. Có khi chúng ta không cần phải nói mà có thể bắn tín hiệu bằng ánh mắt, nụ cười, thậm chí là một hơi thở thôi cũng có thể hiểu nhau được, đúng không nào? Dạ, có. Ờ, thí dụ như là chuyện gì nè? Dạ, rủ nhau đi coi phim. Ví dụ mà trong rạp có nhiều phim á, mà tụi em chỉ chọn một đúng một bộ thôi là hai đứa em cùng thích á. À, dạ. Là vô tình ngẫu nhiên hai bạn chọn cùng một bộ phim mình cùng dạ. thích. Dạ. Mà không có bàn trước luôn. Dạ. Ra cái chị cái kịch luôn. Dạ. Thí dụ đi mua đồ chẳng hạn, có bao giờ chọn chung một món chưa? Dạ. Rồi lúc đó chỉ có một món thôi, ai nhường ai? Ví dụ mà có ý định mà mua đồ giống nhau thì sẽ không lấy món đó. Còn ví dụ mà mua kiểu mặc riêng với nhau thì em sẽ lấy món đó. À, ai giành được thì lấy. Dạ. Dạ, tự thương lượng nhau. Có bao giờ các bạn tranh cãi với nhau không? Dạ có. Dạ có đánh lộn luôn ha. Ờ, cái hôm này hấp dẫn nè, có đánh lộn nè. Được. Đánh sao em? Sao đánh? Chuyện gì vậy? 3 giờ sáng dành cái gối ôm á anh. Thì đánh nhau. Ồ, vậy thôi đó. Nhưng mà sao mẹ đẻ ra hai người song sinh mà cho con cái gối ôm luôn là sao? Dạ, nhà em có 3 cái mà thích cái đó. Mà hai cái kia đạp xuống đất rồi là mỗi người phải có một người có một cái, một người có hai cái nên là phải dành đó. Sáng hôm sau ra chợ mua thêm cái nữa cho chẳng 4 cái để khỏi giành giật. Bây giờ thì xin mời đội chơi đầu tiên sẽ là đội chủ nhà vào vị trí. Em thề luôn, từ đó giờ em chơi game show có cái môn này okay. diễn rồi mà chưa bao giờ em là người đứng ra làm này luôn á. Ok, chuẩn bị nha. Xong tiền xong tiếng, coi rút kinh nghiệm nha. Em đó. Em sợ quá à. Wow. Em sợ mà em cười làm cho người ta sợ luôn. Nụ cười của em còn đáng sợ hơn cái nỗi niềm của em bây giờ đó. Cười như là mẹ cám. 3, 2, 1, bắt đầu. Quay, cái gì vậy? Liệu nha, liệu nha, già cả rồi. Tim nó thòng xuống bao tử rồi đó. Ui. Em nào mới con gà vậy? An toàn, tin anh đi, an toàn. Em thoải mái. Em cũng cần đeo bao tay vô. Tả đi. Nói. Không được phản lực từ khóa. Cái gì? Hoa hả? Hoa. Rồi, nhưng mà hoa. Không phải thật. Không phải thật, hoa giả. Lấy ra. Trời ơi, cái gì nó dài. Ừ, lẹ đi em. Trời hay quá em ơi. Quay. Hay hình nữa nè. Thôi. Cái này gì ta? Khó quá cho hoa nha. Cái này. Cái nón. Nón bảo hiểm. Nón kết. Không, nón len. Lạnh, đúng rồi. Nón len. Trời hay quá. Trời ơi, mùa đông không lạnh luôn. Người ta ăn ý với nhau mà. Ghê thiệt, hiểu ý nhau quá mà. Anh kia thông minh nữa. Cái để bằng vậy bình nước, đúng rồi. Ui trời ơi, xuất sắc luôn. Cái gì ta Nó khó cho qua đi. Để đựng viết. Hạ bút. Đúng rồi. Trời ơi, xuất sắc luôn. Còn 13 giây nữa. Cái này là cái gì nữa? Chặt cái dài em. Cán dài cứng. Để cái gì nè? Cái bình hoa hả? Đúng rồi. Và hết giờ. Trời, làm sổ quá trời luôn á. Đó, đơn giản mà. Và chúng ta kiểm tra lại đáp án của cả anh Akira Phan và Trương Mỹ Nhân nha. Hoa giả, chính xác. Cái nón mà nón len luôn mới ghê. Thì đúng là hoàng tử của mùa đông mà. Anh rành cái này quá mà, chính xác. Bình uống nước, chính xác luôn. Đây, đúng mà. Đây là cái đồ đựng biết. Đúng nhưng rồi. Mà qua cái lời gợi ý của bạn Trương Mỹ Nhân thì cái gì mà để đựng viết á, mình bị dính chữ viết. Nhưng mà nó là hộp bút mà. Nó hộp bút chứ đâu nó viết đâu. Từ đồng nghĩa nên nó cái này không hợp lệ. Đúng là cái này khó thật, không thể đoán được đây là cái đèn pin. Nên chúng ta đã có 2 đáp án sai bị trừ 20 điểm, nhưng có 3 đáp án đúng cộng 30 điểm. Như vậy là chúng ta có 20 điểm tặng cộng với 10 điểm tại vòng thi đấu này. 30 điểm thuộc về đội chủ nhà. Chúc mừng hai anh chị. Nào, xin mời Tiền Tuyến. Chắc chắn là Tuyền và Tuyến cũng đã có được một số kinh nghiệm sau khi hai nghệ sĩ Akira Phan và Trương Mỹ Nhân trải qua thử thách của mình rồi, đúng không nào? Dạ. 3, 2, 1, bắt đầu. Đó, cảm nhận đi em. Dũng cảm lên.
Dâu. Đúng rồi. Mưa thiệt là ghê, ghê thiệt. Wow. Wow, đấy là cái vụ. Cái mà nhà mình ở dưới đằng sau ấy cổng á. Chìa khóa. Ê, chìa khóa số. Oh. Cái mà để đi gấp. Gấp uống nước thường có gì? Nước, ly. Trong cái ly. Nước. Trong cái ly, cái gì mà lạnh? Đá. Khay đá. Gấp. Gấp đá. Đó, phạm quy mất rồi, thật là đáng tiếc. Cái gì? À, để ghi nhật ký. Sổ nhật ký. Bút. Cái hồi nãy đúng rồi, sổ nhật ký. cái ngành mình hay có gì? Số. Cái để máy tính. Rồi, rất tốt. 5 món đồ đã được chinh phục trong khi thời gian vẫn còn. Wow. Chị em thông tin có khác ha. Chứ quan trọng là nó có hợp lệ hay không với 5 món này. Chúng ta kiểm tra xem. Đầu tiên, trời, chỉ cần một chữ thôi. Mưa. Là đặt cái dù liền. Chính xác. Tiếp theo là cái ở sau nhà mình mà rồi bóp bóp nữa không? Các bạn trả lời là chìa khóa số. Nhưng đây là gọi là cái ổ khóa số. Chìa là cái chìa. Đút vô mới gọi là cái chìa. Còn cái ổ là cái này nè. Ha. Dạ. Nên chúng ta chưa hợp lệ, thật đáng tiếc. Sai mất rồi. À, cái này cũng vì Phạm Huy. Cái cây gấp đá mà bạn lỡ Phạm Huy chỉ gấp mất rồi. Dạ. Ừ. À, đi học ha. Bấm 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 bấm. Đó là máy tính, rất là hợp lệ. Chúc mừng các bạn. Chúng ta kiểm tra đến món tiếp theo. Đây là một quyển sổ. Hồi nãy các bạn gợi ý cái gì mà dùng để viết nhật ký. Câu trả lời của mình là sổ nhật ký. Cũng này căng à. Nếu mà nói cái sổ nhật ký nữa không là được rồi. Cuốn sổ không được rồi. Hãy như các bạn nói là cái sổ tay, hay là cái tập, hay là cuốn sổ thì nó ok, hợp lý. Nhưng mà lỡ các bạn nói là sổ nhật ký, trời ơi, nó bị trùng cái chữ nhật ký á, nên không hợp lệ. Đáng tiếc, ủa quá. Như vậy là chúng ta có hai món món vật đáng hợp lệ, ba món không hợp lệ. Trừ 30 cộng 20 bị trừ 10 điểm, nhưng mà vẫn có 20 điểm tặng. 20 trừ 10 còn 10 điểm. Vẫn chúc mừng hai chị em Song Tuyền và Song Tuyết. Tỷ số bây giờ đang là 10 và 30. Thì Anaki và Mỹ Nhân cảm thấy hai chị em song sinh ngày hôm nay có bị cái vấn đề gì về tâm lý hay không, ảnh hưởng đến kết quả của họ trong phần thi đấu này? Anh nghĩ là hai bạn rất là hiểu nhau, cũng rất là tự tin. Nhưng mà nhiều khi hai bạn còn trẻ nên còn non kinh nghiệm quá, nên mới bị dấp một cái đó. Nhưng mà anh nghĩ là nếu mà càng chơi các bạn sẽ hiểu được và có được thêm cái kinh nghiệm của mình, các bạn sẽ có thể chiến thắng được cái cặp già nua bên đây. Em còn trẻ. Còn Mỹ Nhân thì sao nào? Em nghĩ là hai bạn là do chưa quen thôi, nhưng mà hai bạn rất là hiểu ý. Từ cái trò chơi đầu tiên đó, em thấy hai bạn không cần phải nói gì nhiều, chỉ cần mấy cái từ thôi là hai bạn có thể hiểu nhau rồi. Còn em ở đây, em nói quá trời nói mới ra được. Nhưng mà cũng may là anh Aki cũng khá là thông minh. Thì tụi em cũng là hiểu ý nhau, nhưng mà sợ không bằng cặp kia. Cặp Aki với Bơ ở đây nè, làm thi thôi, mới già thôi. Và bây giờ xin mời hai đội bước vào vòng thi đấu thứ hai được mang tên Thử Tài Thách Trí. Cả hai đội cùng tham gia thử thách với trò chơi đánh cầu lông đôi. Hai thành viên của mỗi đội sẽ buộc một tay vào nhau và cùng cầm một chiếc vợt cầu lông. Sẽ có 3 hiệp đấu, mỗi hiệp tương đương 1 phút. Đội nào ghi nhiều điểm nhất sẽ thắng hiệp đó. Trong quá trình tham gia thử thách, đội nào thắng được nhiều hiệp nhất sẽ giành chiến thắng và nhận được 30 điểm. Đội thua không có điểm. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với Bí ẩn Song Sinh, và bây giờ sẽ là Thử Tài Thách Trí. Rồi, cả hai, rồi nghỉ. Nghỉ. Nghiêm. Qua trái 2 bước, bước. Trái bước. Đó, bước lẹ lên, đó. Qua phải 4 bước, bước. Ủa, phải xí đi, bây giờ là mình đang làm động, gì vậy? Khởi động, nó quen nhịp chân đó, để mình kết hợp với tốc độ của mình đó. Okay. Rồi, cúi đầu chào đối thủ nè, cúi đầu 2, 3 chào. Rồi, chuẩn bị nè, nào, chuẩn bị. Đội đang bị dẫn trước với tỷ số là 10 và 30 ở phần thi đấu đầu tiên, đó chính là đội Song Sinh. Tôi sẽ cho các bạn giao cầu trước nha. Dạ. Cái tay nào là tay thuận của hai chị em đâu? Dạ đây. À đây ha ha. Rồi giao cầu nha. 60 giây cho hiệp 1, chuẩn bị. Bắt đầu. Đây. Yeah. Wow. Một điểm rồi. Tiếp đi em. Tiếp để vào hết 1 phút bây giờ. Rồi hết rồi, ra rồi. Rồi cho em giao cầu tiếp nè. 2 điểm rồi đúng không? Đúng không? Phải thắng trong đây mới thắng đúng không? Đúng rồi, rơi ra ngoài là bị trừ điểm đó.
Rồi, 2-1. Cái đó mình phải móc. Ở đó phải móc. Tiếp yêu cầu hoàn thành. Chưa bên kia. Ở bên kia. Một là em giao cầu trước đó. Móc quá. Yeah. 3-1. Em đâu có móc đâu. Giao cầu đi, lát nữa hiệp 2 là đội bên kia sẽ giao cầu mà. Úi dồi. 4-1. Cố lên, cố lên. Ra ngoài, ra ngoài rồi. Ra ngoài. 5-1. 5-1 mình thắng ra ngoài rồi. Chưa bên đây giao cầu. Quên. Hiệp đầu cứ cho bên đây giao cầu hết. Chuẩn bị thời gian kết thúc. Và tỷ số là 5-2. 5-2. 5-2 như vậy là phần chiến thắng ở hiệp 1 đã nghiêng về đội Akira Fan và Trương Mỹ Nhân. Và bây giờ hãy sẵn sàng chuẩn bị cho hiệp 2 với 60 giây tiếp theo. Bắt đầu. Ui, ra ngoài, ơi, ra ngoài, ra ngoài. 1-0. Này sao giống mẹ dạy con đánh cầu quá. Đó. À, 1-1. 1-1. Không, cứ bị méo méo nhờ. Còn thẳng nữa. Ui dồi ôi, ở dưới. 2-1. Ui dồi. Má dính vô tóc luôn. 3-1. Nè. 4-1. Cái đó em phải đánh lên. Đập xuống là bị vướng vào lưới rồi. Đang di chuyển. 5-1. Bé tưởng không hoa. Ai chà, lại đập nữa rồi. 6-1. Chơi 5 hiệp. 10 giây. Ờ, đúng rồi, đúng rồi. À, thật là đáng tiếc, chưa đủ lực. 7-1. 3-2-1. Hết giờ, ra ngoài. 7-2. Như vậy với tỷ số 7-2 ở hiệp 2, phần chiến thắng lại tiếp tục thuộc về Akira Phan và Trương Mỹ Nhân. Đồng nghĩa với việc đội chủ nhà giành chiến thắng ở vòng thi đấu thử tài thách trí. Chúc mừng hai nghệ sĩ. Như vậy là hai nghệ sĩ được cộng thêm quỹ điểm của mình, thêm 30 điểm nữa. Tỷ số bây giờ đang là 60 và 10. Hãy tự tin lên nhé, hai người đẹp song tuyền và song tuyến. Không biết là cái việc bị cột tay như vậy gây khó khăn cản trở như thế nào dành cho các bạn? Dạ bình thường em đã không biết đánh cầu rồi, giờ cột tay đấy không biết đánh. Ủa vậy luôn á hả? Dạ. Còn với bạn Tuyền thì sao? Dạ em đánh dở hơn bạn Tuyến nữa. Dạ hả? Trời ơi, bạn Tuyến đã không biết đánh rồi bạn Tuyền còn hỏng, còn đánh dở hơn bạn Tuyến nữa. Hèn chi là mình hơi chậm trong cái phần phản ứng của mình rồi. Dạ. Hai nghệ sĩ chắc chơi thể thao thường xuyên hay sao ạ? À? Đánh đá banh không à, đánh đầu không biết. Và thật là may mắn khi mà 30 điểm đã tiếp tục thuộc về đội nghệ sĩ. Và bây giờ xin mời quý vị đến với phần thi đấu cuối cùng được mang tên Chinh Phục. Xin chào đón quý vị đang quay trở lại với Bí ẩn song sinh. Và bây giờ sẽ là vòng thi đấu cuối được mang tên Chinh Phục. Trên tay Hoàng Đá Bơ chính là một bộ đề ngày hôm nay gồm 10 câu hỏi. Đầu tiên sẽ là phần đặt cược câu trả lời đúng. Đội chủ nhà tự tin mình trả lời đúng một câu không ạ? À? Chúng tôi tự tin với một câu. Vậy thì đổi bên đây. Các bạn có tự tin với hai câu trả lời đúng không? Dạ tự tin. Bên đây chủ nhà, các bạn chọn 3 chứ. Dạ 3. 3 ơn, 3 trên 10. 3 trên 10 Hoàng. Nếu như các bạn tự tin với 4 câu trả lời đúng trên 10 câu hỏi này trong vòng 60 giây, hãy đưa ra quyết định của mình. 4 câu trên 10 câu đúng. Tự tin. Xin mời Akira Vang và Trương Mỹ Nhân. Nếu như các bạn chọn 5 trên 10 thì cơ hội sở hữu bộ đề này nó gần hơn. Dạ, 5. Wow, 5 gì? 5 câu sai hay 5 câu đúng? 5 câu đúng, 5 câu sai. Như vậy bên đây chọn 5 rồi đó. À, dạ, anh nhường luôn á. Bây giờ em 6 là anh nhường luôn. Dạ, bắt đầu căng thẳng rồi đó. Bây giờ hãy suy nghĩ xem các bạn tự tin với 6 câu trả lời đúng hay không để sở hữu bộ đề này. Em tự tin 6 trên 10 câu. Dạ sao? Giờ đội nghệ sĩ, đội chủ nhà, các bạn có muốn là 7 trên 10 câu đúng hay không? Dạ, bọn em cược 7 trên 10 câu đúng. Wow, 7 trên 10 câu đúng. Bên đây 8 trên 10 chứ? Dạ không. Như vậy quyết định của bạn là? Dạ em quyết định nhường quyền trả lời cho đội đối phương. Rồi ok, cảm ơn các bạn. Như vậy là đội nghệ sĩ chúng ta là Akira Phan và Trương Mỹ Nhân sẽ bước xuống đây vượt qua thử thách này nhé. Và bây giờ chúng tôi xin được phép nhắc lại một lần nữa về số điểm cược của hai đội ngày hôm nay. Tỷ số hiện tại đang là 10 và 60 thì đương nhiên điểm cược chỉ có vỏn vẹn là 10 điểm, tương đương với điểm của đội khách mời ngày hôm nay là hai chị em song sinh. Và nếu như đội Akira Phan và Trương Mỹ Nhân không vượt qua được 7 trên 10 câu đúng thì đương nhiên 10 điểm cược sẽ thuộc về đội của hai chị em song sinh. Còn ngược lại, nếu như hai nghệ sĩ chúng ta rất là xuất sắc vượt qua được 7 trên 10 câu đúng thì đương nhiên là 10 điểm đó sẽ bị trừ thẳng vào trong quỹ điểm của hai chị em song sinh. Chúng ta chỉ còn không mà thôi. Nào, Aki, Mỹ Nhân, cố gắng lên.
Dạ. Thời gian chỉ có 60 giây mà thôi. 60 giây bắt đầu. Con gì chứa nhiều nước nhất? Con sông. Ốc gì không ăn được? Ốc vít. Oscar là giải thưởng dành cho lĩnh vực nghệ thuật nào? Phim ảnh. Con kangaroo còn được gọi là con gì? Chuột túi. Con gì không gáy ỏ o nhưng vẫn được gọi là gà? Gà giả. Gà đồ chơi. À, gà đồ chơi. Ai là người thích thêm mắm dặm muối nhất? Mấy bà nhiều chuyện. Đậu đen, đậu mè, đậu nành, đậu bắp. Cái từ nào khác với ba từ còn lại? Cái gì? Đậu cái gì đen. Đậu đen, đậu mè, đậu nành và đậu bắp. Từ nào khác với ba từ còn lại? Đậu bắp. Nơi nào ở Việt Nam được mệnh danh là vương quốc của mắm ở miền Tây? À, Phan Thiết. Festival Hoa Đà Lạt được tổ chức định kỳ mấy năm một lần? Anh biết là đó đại. Cái gì? Hết thời gian. À. Dạ, em xin thông báo với cả nhà là cái thời gian cười của mình á cũng tốn hết mười mấy giây. Trả lời không lo tập trung mà lo cười hoài vậy. Dạ, chúng ta kiểm tra lại hen. Con gì chứa nhiều nước nhất? Thì hồi nãy Mỹ Nhân nói là con sông. Sông. Chính xác, một câu đúng. Ốc gì không ăn được? Vít. Ốc vít chính xác. Oscar là giải thưởng dành cho lĩnh vực nghệ thuật là phim ảnh, điện ảnh. Chính xác, ba câu đúng. Con kangaroo còn gọi là con chuột túi. Chính xác, bốn câu đúng rồi. Con gì không gáy ỏ o nhưng vẫn được gọi là gà? Con gà giả, con gà đồ. Cũng kêu là con gà. Trời ơi, chơi đó vậy. Nó không gáy ỏ o bóp kêu a a a nhưng vẫn là bán cho tôi con gà. Đúng rồi. Hợp lý, hợp lý. Ai là người thích thêm mắm dặm muối nhất? Mấy bà nhiều chuyện. Đầu bếp mới đúng. Đó, đầu bếp mới đúng, người thêm mắm người ta rắc muối, rắc mắm ơi, cái chuyện của ta tự nhiên không biết đâu mấy bạn nhiều chuyện. Đậu đen, đậu mè, đậu nành và đậu bắp. Cái từ nào khác với ba từ còn lại? Mỹ Nhân nói là đậu bắp nên Mỹ Nhân chính xác. Mấy câu rồi. Câu. Nơi nào ở Việt Nam được mệnh danh là vương quốc của mắm ở miền Tây? Ở miền Tây. Em nói là Phan Thiết. Chỉ cần đúng câu này thôi là các bạn sẽ ghi mắm được điểm. Là mắm hả ta? Qua được thử thách. Đúng rồi. Châu Đốc đúng không? Chính xác, ở Châu Đốc mới là đáp án chính xác. Câu cuối cùng. Festival Hoa Đà Lạt được tổ chức định kỳ mấy năm một lần? Chưa trả lời. Thì lúc đó hết thời gian rồi, là 2 năm một lần nhé. Như vậy là chúng ta có 6 trên 10 câu đúng và vẫn chưa vượt qua được định mức mà chúng ta đã đặt cược. Như vậy 10 điểm cược đã thuộc về đội khách mời, đội song sinh. Chúc mừng hai chị em Tuyền và Tuyến. Ngày hôm nay Tuyền và Tuyến cũng đã rất cố gắng nhưng mà không may là gặp gỡ một cái đội với độ kinh nghiệm vì sự già dặn thậm chí về tuổi tác nữa nên họ đã dễ dàng trở thành một chướng ngại để chúng ta khó mà vượt qua được. Nhưng dù sao với 20 điểm tương đương với giá trị tiền thưởng là 2 triệu đồng, xin mời đội Akira Vàng và Trương Mỹ Nhân sẽ trao cho hai chị em Song Tuyền và Song Tuyến. Chúc mừng Tuyền. Dù sao thì cũng có quà, thì không biết là cảm xúc của hai bạn như thế nào nào. Dạ, em cảm thấy rất là vui khi mà tham gia cái chương trình này. Mặc dù em thua nhưng mà em học hỏi được rất là nhiều kinh nghiệm của mấy anh chị đi trước. Tuyền thì tự tin hơn rồi đó. Còn Tuyến? Em tới đây với tinh thần rất là sảng khoái, không có gì áp lực hết á. Dạ. Mỹ Nhân, thấy hai chị em sinh đôi ngày hôm nay như thế nào? Sự ăn ý của họ ra sao? Thì anh thấy đó, đây giống như bắp cải non, còn đây giống như kim chi mà ngâm rồi vậy đó. Nghe mùi quá ha, nghe dậy mùi dễ sợ. Nó sự chênh lệch rất là rõ luôn. Bên đây rất là mấy bạn chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng mà mấy bạn cũng đã chơi hết mình rồi. Cảm ơn Trương Mỹ Nhân. Còn với anh Aki như thế nào ạ? Anh có lời nào động viên cho hai bạn không ạ? Thì thấy hai em có sự ăn ý rất là nhiều và hai em cũng hai người chị em rất là thương mến nhau vậy thì cứ tiếp tục phát huy vậy. Nhìn hai em anh thấy giống như mình ước gì có hai đứa em ruột của mình vậy để mình cưng, mình cưng chỉ dạy mọi thứ nha. Đẹp, dễ thương, có hơi ngây ngô một tí nhưng mà cái đó là một cái nét đẹp của cặp đôi song sinh này. Mình phải đi chơi với nhau thường xuyên hơn nữa. Mình phải dành thời gian chăm sóc, bảo vệ và chia sẻ nhiều hơn để mình hiểu ý đồng đội của mình hơn. Cảm ơn hai bạn rất nhiều. Cảm ơn Trương Mỹ Nhân, cảm ơn ca sĩ Akira Phan đã đến đây cùng với Bí Ẩn Thông Tin và chúc cho hai nghệ sĩ chúng tôi sẽ luôn luôn tràn trề những năng lượng tích cực như vậy để có thể cống hiến cho nghệ thuật. Xin cảm ơn anh Aki và bạn Mỹ Nhân rất nhiều. Dạ, cảm ơn anh ạ. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Chương trình Bí Ẩn Song Sinh được thực hiện bởi Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng công ty truyền thông Bi sẽ được phát sóng vào lúc 17 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh Truyền hình Vĩnh Long 1 và được phát lại vào lúc 11 giờ 30 phút trưa ngày hôm sau trên kênh Truyền hình Vĩnh Long 2. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Trời ơi, tình cảm gì đâu, thiệt là ngọt ngào và dịu dàng. Dạ. Xin chào đón Hồng Phượng và Khư Huy Vũ đến với Bí Ẩn Song Sinh. Dạ. Cảm ơn các bạn đã gửi tặng cho quý vị khán giả một bài hát rất là nhẹ nhàng.